Kate kate bara kate bara sam kate buri swa. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy hạnh thông một bài pháp thoại cho chúng con trong ngày an lạc. Có tu đạt sáng nay Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch tăng đoàn chùa Giác Ngộ, con kính chào chư vị thiện hữu tri thức. Nam mô A Di Đà Phật. Con nói thế này lầu hai nghe rõ không nhỉ? Trước khi mình học Phật, con thỉnh đại chúng ngồi thẳng lưng, khép nhẹ đôi mắt lại, khép nhẹ đôi mắt lại và ý thức rằng mình đã trở về nhà, tâm mình đã về với thân và an trú trong phút giây hiện tại. Miệng nhẹ nụ cười và thư giãn hai cánh tay, thả lỏng như hai cánh con diều hâu vừa đậu nhẹ trên cành. Và tâm tư của mình cho phép mình được tự do. Lắm lòng nghe là
Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020, chúng ta đang ở lầu 1 chánh điện của chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc vào buổi sáng. Chúng ta vừa nghe pháp con chia sẻ nhưng mà vừa nghe luôn được cái tĩnh lặng bình yên dịu ngọt ở xung quanh và trong lòng mình. Không cần phải tu 10 năm, 3 năm, không cần phải xuống tóc cạo đầu, chỉ cần ngay phút giây này mà lòng của mình đừng có sống ở trên cái trán nữa, cho nó xuống hết toàn cơ thể, cho nó mở rộng dung chứa và kết nối lại với không gian xung quanh. Ý thức được mình đang ngồi với ai, bên cạnh trái phải trước sau. Ý thức trước mặt mình là Đức Thế Tôn đang vững chãi và vị thầy người xuất gia tu hành cũng đang có mặt với mình. Ý thức những điều đó là một khoảnh khắc thiêng liêng, vì cả một tuần rồi ta đi chùa chỉ đợi khoảnh khắc thiêng liêng đó thôi, khoảnh khắc bình yên nhẹ ngọt đó thôi, không mong đợi chi nhiều cả, phải vậy không? Tìm cầu qua một tuần đã mệt mỏi, tới bây giờ hãy thả lỏng và buông thư. Hãy thử chấp nhận mà không cần điều kiện, thử lòng của mình có hạnh phúc không? Hạnh phúc là thứ để thấy, không phải thứ để tìm. Chỉ cần ngồi đây và cho phép mình chấp nhận và hài lòng, đồng ý và mỉm cười phút giây hiện tại này nè, thì tự nhiên mình cảm thấy hạnh phúc. Vì mình biết phút giây này nè, đúng cái lúc này nè, là 8:41. Chủ nhật ngày 22 tháng 11 2020, 1 vạn tỷ năm trước chưa diễn ra và mãi mãi về sau không bao giờ lặp lại. Và phút giây này ta chỉ có một để sống một lần trong đời. Và phẩm chất, giá trị con người của mình không được làm từ ở dưới kia chiếc xe mình chạy là gì, bộ đồ ở đây mình bận là gì, mình ở với ai, tài khoản mình bao nhiêu tiền, mà ngay phút giây này lòng mình bình yên bao nhiêu, tâm mình hoan hỷ bao nhiêu, mình mỉm cười được bao lâu. Điều đó làm nên giá trị và phẩm chất của con người mình. Và mình có thể làm điều đó ngay bây giờ cùng với con, với Đức Thế Tôn, với thầy và bạn. Thì cái sự hạnh phúc của giới định tuệ nó tưới tẩm vào máu xương, vào cơ thể này từng chút một, làm cho mình dễ cười hơn, má hồng hơn, mắt sáng hơn, mặt tươi hơn, niềm hạnh phúc ít điều kiện hơn và xung quanh họ dễ sống với mình hơn. Tu không khó, nhưng khó là không biết cách tu. Và đi tu dạo miết chỗ này chỗ kia, nghe hết thứ này thứ nọ, hành đủ thứ pháp mà không chuyên nhất, không hết lòng. Thành ra không tu á thì không có đắc, không hành không có chứng. Nghe pháp chỉ để ru ngủ trị liệu nhất thời nỗi khổ niềm đau ở hiện tại. Nhưng nỗi khổ đó là tham sân si. Tham sân si phải được nghe, phải được tư duy, nhưng mà chưa hết, phải được tu tập. Tức là văn tư tu. Tu là phải có pháp hành. Pháp hành là phải hành trì từng khoảnh khắc một. Đi, nói, ăn, ngủ, giao tế, giữ giới, tụng kinh, ngồi thiền, từng chút một, một ngày 24 tiếng hành trì, 7 ngày thôi, mình sẽ có sự chuyển hóa. Còn tu hoài mà chưa có sự chuyển hóa là con thương quý vị lắm. Chúng ta nỗ lực hết mình, thương kính Đức Thế Tôn vô vàn, làm đủ thứ việc thiện lành, đi hết phó tu phó giảng này đến phó tu phó giảng kia, nhưng tâm vẫn còn tham,
đụng tới tự ái vẫn còn nhiều, sân hận vẫn còn lắm, lo lắng bất an hoài hoài. Nhiều lúc nghĩ lại mình sao thấy còn chậm tiến quá chừng trên con đường tu. Cái đó nó còn là bởi vì mình thiếu cái phước. Một trong những cái thứ làm cho mình thiếu phước đó là cách của mình là Phật tử tại gia giao tiếp với người xuất gia tăng ni. Mà cái chỗ làm phước nhiều nhất cũng là cái chỗ dễ sinh tội nhiều nhất. Ngày hôm nay con kính chia sẻ với quý vị cái cách thức mà người Phật tử tại gia nên làm giao tiếp với khi giao tiếp với người xuất gia tăng ni. Đó là chủ đề hôm nay. A Di Đà Phật. Thỉnh thoảng mình sẽ nghe tiếng chuông và mình nhớ là lưng mình thẳng, mắt mình, gương mặt mình tươi, nhẹ. Một tiếng mình ngồi nghe pháp cũng là mình tiếng, một tiếng mình ngồi biểu hiện thành pháp, tức là pháp biểu. Kiến thức là nghe nó vô đây, nhưng mà tu hành là toàn thân này. Kiến thức là nhồi nhét, mà tu hành là buông bỏ. Tới chừng nào mình nhồi nhét thì tới chừng đó mình nặng nề, dù đó là nhồi nhét Phật pháp mà không hành trì. Chừng nào mình buông bỏ, chừng đó mình nhẹ như tơ hồng và mình giải thoát. Chứng một phần pháp thân là do mình phá một phần vô minh. Khi người cư sĩ đi tới chùa giao tiếp với tăng ni thì thứ nhất, người cư sĩ, người Phật tử đó là muốn làm phước hay là muốn tạo tội? Muốn làm phước. Nhưng bởi vì nhiều cái mình không ý thức được thì trong phước có tội, trong tội có phước. Và mình nên phân biệt rõ ràng giới hạn nào để chỉ sinh phước thôi và không sinh tội. Để một ngày đó không có phải rơi vào cái trường hợp sở tu bất nhiên sở tạo. Tu ít mà tạo nhiều. Đi chùa uổng. Con chia sẻ với quý vị nha, ai mà có thì mình hoan hỷ, chứ không phải là con la rầy. Ai mà không có thì mình hành trì thêm và nhắc nhở bạn đồng tu. Vì con sẽ nói thật, nói thẳng để chúng ta tu cho mình thôi nha. Khi tới chùa thì người cư sĩ giao tiếp với người tu. Nếu là cư sĩ nữ giao tiếp với chư tăng, cư sĩ nam giao tiếp với cư ni, mình rất nên biết những điều sau đây. Điều thứ nhất là trong cái nhận thức của mình, quý vị thử chọn cái nào là đúng. Người cư sĩ với người xuất sĩ có mối quan hệ thứ nhất là nghĩa tình, theo kiểu kết nghĩa mẹ nuôi con nuôi, anh nuôi chị nuôi với người tu. Thứ hai là mối quan hệ liên minh lợi ích danh lợi. Thứ ba là mối quan hệ thầy trò đạo sư với người được đạo sư hướng dẫn là người học trò tâm linh. Quý vị nghĩ là mối quan hệ nào? Còn mối quan hệ tế nhị nữa, đó là yêu đương giữa người tu và người cư sĩ. Thì chúng ta thừa biết không phải là mối quan hệ nam nữ yêu đương, không phải là mối quan hệ lợi ích danh lợi, không phải là mối quan hệ kết nghĩa kết tình, mà là mối quan hệ rõ ràng nam nữ đời đạo rất minh bạch. Đó là thầy trò. Có cái nhận thức đó trong tâm rồi á thì chúng ta mới biết được những cái hành động ta làm hàng ngày khi đối xử với tăng ni nó có những cái vấn nạn này nè. Mình kết nghĩa kết tình, cha nuôi em nuôi chị nuôi con nuôi với người tu là bởi vì mình không hiểu được là
Xuất gia là cắt ái từ sở thân, cắt đi cái ái dục nam nữ yêu đương liếm ái tình trần, ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Nếu người xuất gia nguyện cắt ái mới thoát khỏi ta bà, mình đi kết nối lại bất kỳ một cái ái nào vẫn là ái nhiễm. Từ sở thân là từ luôn bà con họ hàng nội ngoại hai bên, và bỏ được tất cả những cái mối dây mơ rễ má ràng rịch của sự ghét thương đó thì mới tự do tự tại. Mình làm cái điều ngược lại là kết nghĩa cái tình với họ, đó là làm cho họ mang một cái tội bất hiếu với mẹ cha. Nên thương tính người xuất gia thì đừng bao giờ kết nghĩa cái tình với họ, để họ đi một đại lộ của tự do và giải thoát, đó chính là hộ trì tam bảo. Thương kính họ mà không hiểu con đường họ đi, lý tưởng họ đang sống, cách thức họ đang hành, thì họ đó thương mà làm cho người mình thương bị tổn thương, đó là thương và hại. Cái thứ hai, khi mình biết được người xuất gia là đi yêu đường cắt ái từ sở thân á, thì khi mình có một cái mối quan hệ gần gũi với thầy với cô nào đi chùa lâu, tu tập đạo tràng đó lâu, thì mình có cái xu hướng là gọi cuộc điện thoại, học pháp, tu pháp, trình pháp. Và mình nếu là nữ gọi điện một mình lên gặp thầy không nên, và nhất là nên gặp một cái chỗ mà không tế nhị càng không nên. Những vị tỳ kheo lớn đủ vững chãi, họ biết giới biết hạnh, họ tự giữ. Những vị còn nhỏ họ không biết, mình phải có trách nhiệm giữ gìn cho người tu, đó chính là hộ trì chánh pháp. Một người Phật tử gặp một người tu thì cứ mỗi người cho nó 5 phút, 10 người, 50 phút, 24 tiếng đồng hồ, 8 giờ ngủ, 2 phần 3 thời gian còn lại thì gặp được một ngày mấy người. Nên nếu muốn gặp thì đi chung với nhau nhiều người, nhất là người nữ, lên gặp một lần để nghe pháp, học Phật, không nên riêng rẽ, và gặp thầy của mình để chứng minh rằng mình có mối quan hệ mật thiết với người khác hơn, thì đó không nên. Khi ngồi gần với một người tăng hay một người ni mà mình là khác phái, rất dễ sinh ra cái chuyện hiểu lầm tình cảm giữa hai người. Ngồi nhìn nhau chỉ có hai người và người khác nhìn vào cũng không đẹp lắm, vị thầy này có mối quan hệ đặc biệt với người Phật tử này. Và thiên hạ những người không hiểu biết Phật pháp, họ cũng nghĩ một nam một nữ ngồi tâm sự hơi lâu quá một tiếng, họ cũng nảy sinh cái tâm bất thiện, mình cũng giúp cho họ tạo tội vậy. Nên khi hẹn lên học pháp, trình pháp, nghe pháp từ thầy, từ bất kỳ một vị tăng ni nào, để ý nếu mình khác giới thì mình hết sức cẩn thận. Thứ hai là nên tới chùa, không nên hẹn ra ngoài, ngoài quán không nên hẹn ra ngoài nhà, ngoài nhà chùa, tức là về nhà mình. Vì làm như vậy là giúp cho họ dễ tạo những cái việc mất oai nghi. Ví dụ mời về nhà rồi, trai tăng đang ăn uống, xong theo một ca sĩ đứng phía sau, thầy vừa ăn, ca sĩ vừa hát, mình muốn chứng minh hôm nay trai tăng bật điện thoại livestream, ông thầy ăn phía sau có người hát livestream thế này, nhìn nó vô cùng kẹt cỡm, đang hưởng thụ ngoại đạo mà thấy điều đó mất tính tâm với tam bảo, tình thương của tam bảo dành cho quý thầy vô tình sự không cẩn trọng khiến cho Phật pháp mất đi cái giá trị cao thượng của tâm linh. Mời quý thầy quý cô tổ chức sinh nhật một cái bánh rất to ra ngoài quán ăn, chụp hình đăng lên, vừa cười vừa ăn vừa ngồi mất trang nghiêm như vậy. Người tu ít khi ra quán vì ăn xin của thiên hạ, ra ngồi chiếm chệ để thiên hạ bưng dân rất là không đúng với pháp quy luật. Nên cư sĩ hiểu những điều này thì thương quý người tu, không nên mời họ ra khỏi chùa mà giao tế nhiều. Giờ nhan nhản ở trên mạng thấy những cái hình ảnh đó, phải không? Trách nhiệm nó không phải chỉ riêng người tu, mà cả người yểm trợ cho người tu không hiểu hết pháp giữa lúc ở bên đời sống của cư sĩ. Các nước Nam Tông, ví dụ như bên Thái, con thấy là họ cẩn trọng lắm. Người nữ là không có đứng trước mặt ông sư, đi qua là đi quỳ bò qua, họ không phải tôn trọng sư gì kia. Giống như mình nghĩ là vì ông sư cũng người phàm, nhưng mà tôn trọng cái đầu tròn áo vuông và cái giới hạnh của Đức Phật ông sư đang giữ,
họ làm như vậy phước cho họ. Cái thứ hai là cái khoảng cách khi mình lên mình tiếp chuyện với thầy, tiếp chuyện dạy đạo cho mình ngồi phải làm cái khoảng cách COVID. Biết khoảng cách COVID là bao xa không? À, hai thước xa quá. Thôi một thước hả? Một thước thôi, cô đồng ý một thước nha. Dạ. Thì nếu không cũng phải nửa thước. Ý con nói đây là một khoảng cách để có giới hạn nam nữ, để có giới hạn đạo đời, để có giới hạn thầy trò, để mình giữ phước cho mình, để người thấy và giữ cái tâm hoan hỷ, không có phải sổ sàng kề cận gần gũi thân mật, rồi tự người tự mình không hay ho với nhau. Khoảng cách tiếp theo, khoảng cách là cử chỉ, đừng quá gần gũi thân mật, xin chụp tấm hình xong rồi đứng kề em thầy, rất kề, rất gần, khoảng cách một chút chung luôn. Và đôi khi nhìn bên cạnh mà thấy một người nào đó gần hơn mình né, mình sát ông thầy cho gần hơn nữa để chứng tỏ mình gần hơn. Và đôi khi chụp hình với thầy của mình xong rồi đăng lên để hủ thiên hạ là tôi thân thuộc nha, quý vị nhìn hình mà thấy đi đâu cũng có tôi. Ví dụ mấy cái này chúng ta sở tu bất như sở tạo, tu chưa được bao nhiêu, tự cao tự đại tự tôn và lấy cái oai của vị thầy để mà hù người khác. Từ bi phải nên mở ra để lòng bàn tay này nè tiếp đón người Phật tử mới, thì đó chính là đưa đạo vào đời cái người thầy, nhờ người đệ tử đó mà đạo mới vinh quang. Bằng không mình chính là một trong những người phá đạo. Phá đạo tức là phá cái đạo tâm của một người chưa có hiểu đạo mà đi vào đạo, thì những cử chỉ của người tu lâu, đi chùa lâu, được thầy thương, được thầy nhờ Phật sự, mà mình không có hành trì, ngã mạn kiêu căng mà nó lớn lên, cuối cùng mình làm những cái việc mà thầy cố gắng làm đạo 10, mình phá cái trớt bước hết. Một hành động nhỏ thôi, la hét một cái thôi là người ta mất cái tướng tâm liền. Thầy này cũng tiếp cho người giàu có, người nghèo để tu giá trị gì mà tiếp. Rất là mong chư vị giữ gìn Tam Bảo, giữ gìn chánh pháp, là giữ gìn hành động, hành trì của mình ở trong cái chốn thiền môn thanh tịnh này nè, quan trọng lắm. Một người họ vào họ thấy à, đúng ở đây tu thiệt mà. Ăn nói đi đứng cử chỉ nằm ngồi đối đãi tiếp người đối Phật rất là từ bi, rất là tử tế, rất là trang nghiêm, rất là chỉnh tề, rất là chánh niệm và hết lòng nhau. Họ thấy họ nở hoa trên mặt họ, họ không quên đi khỏi cái chùa này. Đi tới đâu họ cũng nhớ. Họ nhớ không phải họ nhớ cái vách tường bốn bên, đâu phải họ nhớ cái hoa này nở, đâu phải họ nhớ ông Phật đẹp. Họ nhớ con người nó đẹp, cái tấm lòng, thậm chí cái mặt nó đẹp không quan trọng luôn. Nên quý vị mà thương sư phụ chúng ta đây, thì quý vị hãy là một trong những con người nối dài cái sự thực tập chánh pháp đó ra, và người khác thấy họ đi chùa nhiều, đó là công đức của người tu Phật tử tới chùa. Cái tiếp theo là cái ngôn ngữ của mình nói đừng có đường mật, yếu điệu, thuật nữ quá với người xuất gia. Vậy đó là những cô gái trẻ mới lớn nói chuyện duyên dáng với mấy thầy trẻ trẻ hảo tướng. Bởi vì đó không có gì đáng chê trách, nhưng mà một người nữ mới lớn, cái cách của mình duyên dáng điệu đà ngoài đời quen, nhưng khi vô trong đạo mình phải biết ở ngoài cổng chùa rồi, vô đây không còn cái đó nữa. Vì nếu không thì cái ngôn ngữ của mình, nội dung nói và cách nói sẽ làm cho người trước mặt là người thầy tăng trẻ chưa vững chãi sẽ sinh cái tâm ái nhiễm. Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư. Họ không cố tình bỏ bùa, nhưng cái ngôn ngữ, nội dung và cách nói của họ vô tình làm cho người sư nó nhớ miết. Cho nên mình biết à, thà quậy nước ngàn sông đừng quậy tâm kẻ tu hành. Vào khỏi cổng chùa rồi đi khác liền, cách nói khác liền, nội dung của ngôn ngữ mình nói khác liền. Mình ý thức điều đó không? Nếu không, người nữ trẻ đi vào chùa tăng thường tạo tội lắm. Nãy con đi lầu 7 con bước xuống, đang đi cầu thang, có một Phật tử ở dưới nhìn con tự trên đi xuống nửa chừng, mà cầu thang thì chỉ có đi được một người thôi. Bạn ấy vẫn cố gắng chạy lên cho bằng được, và cũng chưa đợi thầy nép qua bạn ấy tấn công luôn.
bạn ấy không có lỗi, bởi vì vừa vội vàng cũng vừa chưa có học Phật, chưa có biết được giới luật của người tu. Đừng có gần gũi, sửa áo, nắm tay, cận kề thân mật vô cùng không tốt. Quý vị biết vì sao không? 13 giới tâm tàng là giới nặng thứ hai của người tu, đó chính là một người tăng bằng cái tâm ái dục chạm từ đỉnh đầu đến dưới chân của một người nữ nào xưng cái tâm ái dục là phạm vào tâm tàng, đó là giới thứ hai. Nếu phạm giới tâm tàng này mà không sám hối kịp là chết, phải đọa vào địa ngục bao nhiêu lâu quý vị biết không? 23.040 ức năm. Một người tu chạm vào mái tóc của một người nữ bằng cái tâm ái dục đọa đến độ đó nếu không sám hối kịp. Tâm tàng tức là Sangha-di-sesa, tức là nếu không được sám hối chư tăng lấy lại giới thanh tịnh thì người đó dần dần sẽ mất đi tư cách của người tu. Tức là tăng chuẩn bị, tính cách tăng của mình chuẩn bị tàn và phải được, còn được cứu nhưng mà phải nhờ sám hối. Sám hối thế nào? 20 vị tăng thanh tịnh đối trước mà mình sám hối, vô cùng khó khăn. Một hành động rất nhỏ chạm vào một người tu, nếu họ vô tình khởi cái tâm lên, mình không phải là hộ pháp mà là mình phá pháp. Mình từng nghe điều này chưa? Nếu mình chưa từng nghe thì mình coi cái chuyện nắm tay thầy, sửa áo thầy, chụp hình kè kè thầy là điều rất là vinh dự và thưa rất là nguy hiểm. Nếu vị thầy đó chưa thực sự thanh tịnh, chưa vững chãi giới hạnh á, chưa biết tự giữ mình đi vô đường tâm linh mà hạnh phúc của họ là giải thoát, thì gần người nữ nhìn cái mặt xinh xinh kè cái tay ấm ấm là tâm của họ sinh tình liền. Họ đâu phải thánh nhân, mình thương thì phải hiểu rồi mới giúp nhau. Một người chụp hình với một người nổi tiếng thì họ thương người nổi tiếng đó chăng? Dạ chưa chắc. Họ muốn kè người nổi tiếng đó để người nổi tiếng đó đưa cái ngã họ lên để hồ hồ thiên hạ họ cũng nổi tiếng như người kia. Khi mình chụp hình với người tu, có thể không phải là mình cung kính chăng? Có thể có, nhưng đôi khi mình cũng muốn hù người khác rằng mình gần sư phụ mình hơn. Những cái hành động đó là mình tạo tội, kiêu căng ngã mạn. Thị y chứng tỏ. Cứ từng làm vậy không? Mình nghe tiếng chuông nha. À, nó nghe chuông chứ đâu nó vô tay đâu. Nghe chuông để lòng thanh tịnh, quay tâm về với hiện tại an vui. Tâm của mình thường xuyên lang thang lắm, đừng nhất cử nhất động mà làm cho mình nó phiền não thêm. Tỉnh tại phút giây nào là tạo được công đức phút giây đó. Nhưng mà đó là cách cô con hoặc cách của sư phụ đánh chuông quý vị phải vô tay. Thứ nữa là đôi mắt của mình khi tiếp chuyện với người tu đừng chằm chằm đắm đuối nhìn gương mặt của họ, vì như vậy nó dễ sinh ra cái cảm xúc của đôi mắt nhìn nhau. Người ta yêu nhau, ta ghét nhau, chỉ cần nhìn đôi mắt là biết. Nhìn nhau hoài nó sẽ sinh chuyện. Mình không sinh chuyện thì chuyện của ông sư sẽ sinh. Chỗ này quý vị biết tại sao không nên tiếp xúc, tại sao không nên nhìn, không nên gần người tu. Khổng Tử đạo của con người cũng vậy. Nam nữ thụ thọ bất tương thân, nam nữ đừng có cho nhận nhiều gần nhau. Vì sao? Truyền thống của người Việt Nam đông phương của mình à, khi tới nhà người khác xin mè, xin muối, xin chanh, xin gạo, họ nói xuống đi đó lấy. Họ không bao giờ lấy tay bỏ qua tay người khác. Tại sao? Khi một người mẹ thấy đứa con gái chuẩn bị tới ngồi cái ghế của một người đàn ông mới ngồi vừa đứng lên, người mẹ la liền đừng có ngồi. Tại sao? Tại sao một người tăng
Khi một Phật tử nữ, Phật tử nam thì cũng nói, đưa một cái gì đó để cúng dường thì phải để lên một miếng vải mà người tăng nó nhận đưa vô, không lấy tay trực tiếp. Tại sao có cái một đoàn, cái tập cụ, cái miếng vải để lót lên trên chỗ một người tăng lúc nào y bát và cũng có cái đó cầm để lót đi, để lót mà ngồi. Tại sao? Bây giờ khoa học người ta nghiên cứu á, vân tay này ha, năm người ngồi năm cái ghế, năm người đứng dậy đi chỗ khác, khoa học nó chỉ cần lấy hơi ấm chỗ cái ghế đó thôi, nó phát hiện là nãy ai là người ngồi cái ghế đó. Mình nắm cái gì trong tay của mình, những thứ đó nó có thể giữ biệt nghiệp của người đó và tay trao tay. Cho nên người tăng không có gần người nữ, nhìn mắt, tiếp xúc da, sinh cái cảm thọ ngọt ngào về nhớ mãi. Cái địa ngục của mình đọa với khi nó lâu là bởi vì với cái thân này của mình á, ngồi nửa tiếng khỏi cần đồng hồ mình cũng biết. Là sao mình biết được giờ giấc? Có hai cách. Một là trái đất quay xung quanh mặt trời 365 ngày thành 1 năm. Hai là mặt trăng quay xung quanh trái đất thành 1 tháng. Ba, trái đất tự quay xung quanh nó thành 1 ngày. Đó chính là do thời gian lặp lại ngày và đêm nhưng mình có thời gian. Cái thứ hai là mình có cái thân này, mình biết có thời gian. Ngồi xuống khỏi cần đồng hồ, tự nhiên ngồi là nó mỗi nửa tiếng lên biết. Và khi mình sống với cái thân này là mình bị chi phối bởi thời gian. Nhưng ngay cả cái thân này nó cũng bị tương đối, ngồi gần một người đẹp khác, ngồi gần với một đống lửa. Đây là định luật tương đối về thời gian của Einstein nói. Khi mà mình vui thì một ngày đó qua nhanh lắm, mà khi một buồn dài đằng đẵng cho nên người ta mới nói nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Nên khi cái tâm của mình mà cứ lưu luyến hoài, nghĩ là hôm nay mình lỡ chạm cái tay của người nữ đó rồi, biết có phạm cái giới gì không, vì mới dở ra và thấy Sangha-di-se-sa, hai mươi vị tâm thanh tịnh mới sám hối lại được cho mình. Tâm bất an lo sợ một, hai nữa là tâm nhớ nhung liên ái hai. Hai cái tâm này nó làm cho cái người tâm đó bất an, đau khổ vô cùng. Chính cái sự bất an đau khổ đó mà ăn cơm có tính thí mỗi ngày, nó tạo ra một sự hối hận, một sự nhớ nhung bất thiện ở trong cái ngôi thanh tịnh già lam, thì đó chính là địa ngục trần gian rồi vậy. Và khi với cái thông này á, thì ở ngoài thì bình thường là thiên thu, nhưng khi vô trong tù á, là chỉ cần một ngày trong tù thôi đã đủ thấy lâu dài như vậy. Cho nên khi xuống cái địa ngục á, không còn cái thông này nữa, thì một ngày ở trên trần gian nỗi khổ là bằng cả ngàn năm ở dưới địa ngục. Cho nên mình mới nói bao nhiêu vạn ức triệu năm lại. Một cái sắc thân A thì nó có một cái loại thời gian A, một cái sắc thân vi tế hơn A thì nó có một cái loại thời gian vi tế hơn A. Cho nên thời gian của mình không thể tính đến và thấu hiểu được thời gian của chư thiên và loài và dưới địa ngục. Cho nên mình đừng có nghĩ là ngồi sau mình đọa lâu dữ, và đó là thời gian của cái thân xác của họ, hiểu không? Cho nên mình cẩn thận tiếp xúc với người tu là chủ đạo. Và khi mà mình nhận một cái gì để trực tiếp, khi mà mình nắm tay của người nữ, hay mình nhận một cái gì đó trực tiếp, mình ngồi lên cái chỗ đó thường là nữ nhân họ ngồi, mình vô tình lấy những cái biệt nghiệp ở trong cái ADN của họ, trong cái cơ thể sống của họ, và cả cái năng lượng tâm tư của họ. Mình vào khách sạn người ta thường ở mình cũng có cảm giác khác, mình vào trong chùa người tu hành cũng có cảm giác khác. Ở trong cái không khí này nếu được tụng kinh lễ Phật thiền hành thì cái từng phân tử trong không khí này nó khác, cái hoa đẻ nó khác. Và cái ly nước đây nếu bằng cái tâm thanh tịnh nhìn vào trong khoảng nửa phút ca ngợi những lời đẹp đẽ, cái phân tử nước nó đẹp khác. Và nếu những cái tâm bất thiện, giận hờn, tham lam và nhìn vào nó bằng những cái lời tố cáo mà lị, năng lượng nước và cái phân tử nó sẽ khác. Cái cây cũng vậy, mình để đó bằng những cái lời hung dữ mình mà lị nó, sau một tháng nó chết, nghiên cứu có thật rồi đó. Và những cái lời ngược lại thì nó lớn lên tươi mát. Cho nên cái năng lượng xung quanh của những con người tham dục nhiều, mình ở trong đó nhiều, mình cũng bị tác động huống hồ trực tiếp, tay trao tay, vật trao vật. Hiểu chỗ này không? Đó lý do vì sao mà đừng gần, đừng tiếp xúc trực tiếp. Chứ không phải có vẻ sang chẳng quá làm gì nhá, né tôi giống như là ghẻ lỡ vậy. Dạ không phải đâu. Không phải tự nhiên không phải đi cầu thang xuống thấy người nữ cái bất tận né né làm điều giống như cao sang lắm. Không phải. Họ tự giữ lấy cho họ, họ cẩn thận lấy cho họ, và mình biết điều đó thì mình nên cung kính người tu đó. Còn mình không biết mình xăm xăm chạy lên người ta la cái mình tự ái, ông thầy tu gì khó khăn, về nhà tự ái không đi chùa này nữa. Đây cái chùa nào mà mấy thầy tu á, tay trong tay, tay bắt mặt mừng, gần gũi, ăn uống
dễ dàng. Dạ thưa, chỗ nào có pháp họ đuổi mình vẫn ở lại, chỗ nào không có pháp họ mời mình vẫn đi. Mình tới để học pháp không phải để tìm niềm vui của thế tục. Ngoài kia đã đầy, vô trong đây những thứ đó không cần thiết. Thích thì ở ngoài đời, vô đây những thứ cao thượng hơn, phải vậy không? Cái này là quên mà. Cái gì mà thành thói quen là cái đó chính là nghiệp ác. Nghiệp ác tức là mình làm hoài mà mình không có tỉnh thức ở trong đó. Cái gì mà thiếu cái tỉnh thức thì cái chỗ đó trước sau gì cũng có khổ đau. Bước chân từ A đến B 5 bước, có 3 bước là cái gai ở dưới và có 2 bước là con kiến ở dưới. Mình đi mà mình không ý thức, bước chân của mình là mình sẽ đẫm lên kiến làm khổ chúng sanh, mà đẫm lên gai làm khổ chính mình. Là bởi vì mình vô minh. Cho nên cái hành động nào vô minh thì hành động trước sau gì cũng có đau khổ. Cho nên bây giờ mình khổ đó là kết quả kiếp trước, hoặc là kiếp này mình làm cái gì đó vô minh. Sẵn cái tay thì em nói cho nghe. Cho nên không có thói quen nào tốt hết. Tất cả mọi thói quen đều xấu. Vì thói quen là mình làm mà mình không cần ý thức. Và tu chính là tỉnh thức. Tỉnh thức đi cái thân 100% được gọi là phá thân kiến và được sota ban nha sơ quả. Giác ngộ đầu tiên cũng là giác ngộ cuối cùng. Tỉnh trước hoàn toàn đến cái thọ thì vào bắt đầu nhị quả, bắt đầu vào trong cái tâm, ở trong cái pháp thì bắt đầu vào trên tam quả và tứ quả. Thì cái thân của mình không tỉnh thức được thì sao mình tỉnh thức được trong thọ tưởng hành và thức. Tu hành là cẩn thận từng chút một vậy đó quý vị. Thứ nữa, cái miệng rồi, cái cách thức của mình rồi, về tới đôi mắt rồi, về tới ở nhà cầm điện thoại lên đường về nhà nhắn tin trách chích cho quý thầy quý cô. Vì như vậy nó sẽ tạo ra một sự kết nối mà vô tình thiếu họ. Người tu cảm thấy buồn buồn chán chán nên tìm người tâm sự. Rồi nó lâu nhắn tin không trả lời, cảm giác như là bữa nay chắc con theo thầy khác tu rồi phải không? Rồi nhắn tin thầy không trả lời, cái sao hôm nay thầy có Phật tử bận biệt cho nên quên con rồi phải không? Khi mình làm những hành động đó thì mình quên mất cái vai trò của mình với sư phụ của mình là người thầy mình đó. Mình bắt đầu tìm, mình bắt đầu lấn qua cái mối quan hệ tình cảm và mối quan hệ danh lợi và mối quan hệ nào đó khác, chứ không phải là mối quan hệ thầy trò. Vì mình tới người tu, mình chỉ làm có hai việc. Một là học pháp, học hiểu về nhân quả để tự làm chủ cuộc đời mình, hiểu về tội phước để bỏ ác làm thiện, để không có đọa vào bốn đường ác và sinh lên dư thiên, nếu tốt là bản sinh về cực lạc, chấm dứt luôn luân hồi. Hai là mình học được pháp hành, mình chuyển hóa được cái tham sân si trong lòng để mỗi ngày mình bớt buồn, bớt khổ, bớt sầu, bớt buồn, bớt kiêu căng, bớt ganh tị. Tức là pháp học làm cho mình sáng lên và pháp hành làm cho mình bớt khổ. Còn mình học pháp học mà chưa pháp hành thì khổ vẫn còn dù đầu đã sáng. Nhưng mà sáng đó là sáng con mắt của người khác chứ không phải trí tuệ của mình. Cho nên tới với người tu là hỏi về một giáo pháp, hai cách của thầy tu hành. Thầy ăn thế nào, thầy đi thế nào, thầy ngủ thế nào, thầy nói thế nào, thầy giao tiếp, tiếp người đối vật thế nào. Nếu người thầy đã biểu hiện pháp, mình học pháp. Nếu người thầy đã chỉ dạy cái pháp hành, mình học pháp. Nếu không có, mình tới học. Nếu mình có nhân viên thân quen biết một vị thầy nhiều mà không học pháp hành, pháp học vị thầy đó thì cũng như chưa bao giờ quen biết. Vì mối quan hệ của mình với họ là thầy trò, mà quen biết nói tôi biết ông thầy đã lâu lắm, mà chứ cô biết cái gì? Biết cái gì mà không biết ông thầy đã tu pháp môn gì, hành trì cái gì, và cô đã lợi lạc được từ vị thầy đó như thế nào? Cái việc thứ hai tới với vị thầy chỉ để làm gì? Hộ trì chánh pháp. Chánh pháp được hộ trì qua hai cách. Một giống như là cấp cô độc, một vị cổ Phật phải hóa ra làm một cư sĩ để bên cạnh Đức Phật Sakyamuni Buddha để hộ trì cho ngài về vật chất. Có những cái thiền viện rất lớn, như có ngàn vị tăng ở, chùa to Phật lớn, quan trọng không? Rất quan trọng. Nhưng cái thứ hai bằng cách hộ trì cái chánh pháp đi qua trong lòng mình là mình phải giữ giới. Mình không được kiêu căng ngã mạn, mình không được hơn thua si tính, mình phải hành trì pháp. Và
pháp đi qua mình tới người khác, cái pháp đó mới thực sự là pháp. Còn quý vị tới chùa giác ngộ mà quý vị không biết sư phụ mình đây thanh tịnh giới hạnh tài năng vì đạo vì pháp, quý vị thấy hiểu rằng ở chùa giác ngộ không có thanh tịnh tu hành, chùa to Phật lớn quý vị tới không? Tới không? Không. Quý vị tới đây là bởi vì ở đây có Phật, có pháp, có giới hạnh, có đức hạnh và có đạo hạnh. Cho nên hộ pháp là hộ một con người chứ không phải hộ vật chất. Và con người đó là cái gì trong con người đó? Dạ thưa, có ba cái: giới hạnh của người đó, tức là giữ giới tốt không? Thầy không giữ giới mà năm hộ. Đức hạnh là người đó có cái đức tu tập của mình không? Có từ bi, có trí tuệ không? Và đạo hạnh tức là người đó có năng lực giải thoát tam giới không? Có thấy được đạo không? Có đi trên đường của đạo không? Đó chính là đức thực hộ pháp. Cho nên chùa to cái nào không có tội hay là có tội với trên cái vật chất đó, vật chất là vô tội. Mình đừng có nói là, mình đừng có hỏi là nên xây chùa to Phật lớn không, câu đó dư thừa lắm, hỏi câu đó không có đúng. Mình nên hỏi là nên hộ trì chánh pháp qua cái người mà ở trong cái chùa đó bằng cách nào, và hộ trì cái gì trong con người đó mới là quan trọng. Còn nhắc lại là hộ trì giới hạnh, đức hạnh và đạo hạnh của người tu và mình tu theo họ, đó chính là đức thực hộ trì Phật pháp. Còn nếu mà mình đi chùa lâu, mình thường để cho người ta biết mình đi chùa đó là Phật tử, làm thiện sự Phật sự, một số người biết mình đã bắt đầu tu hành, mình năm giới mình nắm giữ, rượu chè cờ bạc mình không tránh, mình làm những cái chuyện thế gian nó còn kia nữa, thì vô tình mình đại diện với Đức Phật mà mình làm cái chuyện của ma thì mình đang phá pháp. Gia đình của mình không hạnh phúc bởi vì mình đi chùa mình không giữ, mình chỉ biết lo chuyện chùa không, chuyện nhà mình bỏ bê, thành ra cha mẹ anh chị vợ chồng trong nhà họ khinh mình và họ khinh luôn Phật. Đó là phá pháp. Đó là mối quan hệ của mình trực tiếp với tăng và ni. Bây giờ mối quan hệ của mình với người thầy của mình, với tăng ni đó, và với Phật tử khác. Ví dụ mình đi chùa lâu năm, mình tới đạo tràng đó lâu ngày, mình tu cái chùa đó lâu năm, mình đi chùa mình đừng dành chỗ ngồi ăn trên ngồi trước. Vì sao? Vì đó là lấy cái pháp của thế gian, là tà pháp, là ma pháp, theo kiểu là ma cũ ăn hiếp ma mới, sống lâu lên lão làng, tu lâu thành cao ngã mạng. Và hơn nữa, mình chặn cái con đường tiến đến chánh pháp của họ. Họ vào chùa đầu tiên, tâm tư họ mới mẻ, lòng họ ngỡ ngàng, cần lắm đôi bàn tay dẫn dắt, chị ơi vào đây nè, vào gần với Phật, lễ Phật đi, ngồi đây tĩnh lặng, lễ Phật xong em dẫn đi làm công quả, quét nhà, lặt rau. Hành động đầu tiên đó là hành động đi thẳng vào trong tâm người, và Phật ở đến đây ngồi đã hiện thân thành chú hành động của mình, và mình đã đi vào trong lòng họ thành một vị Phật. Và họ tin cái chùa đó bởi vì họ tin cái con người đầu tiên tiếp đón họ đó. Rất nhiều người đi tới chùa như là lần đầu tiên, và phần lớn là không tới nữa, là bởi vì không phải do vị thầy trụ trì, mà phần lớn do những người cư sĩ đi chùa lâu năm ở đâu, phải không? Rất nhiều. Cho nên cái trách nhiệm của mình mà được người thầy thương quý kính, đi chùa lâu phụng sự nhiều, là mình phải hết sức cung kính, tâm từ bi mình phải rất lớn, và mình phải đặc biệt là phát bồ đề tâm. Phát Bồ Đề Tâm là cái tâm cầu giải thoát của sanh tử. Tất cả mọi thiện sự mình làm không phải vì là giải thoát luân hồi, thì vì cái tôi bản ngã, hoặc vì lòng tham cầu kiếp này kiếp sau hưởng thụ ở người và thiên. Và nữa, nếu mình tạo chùa lập tự mời tăng về trụ trì mà tự cho mình cái quyền, cho nên mình lớn tiếng và sai sử cả
từng cái hành động, bước chân, lời nói, nhất cử nhất động của tăng ni, mình lập ra một cái ban trị sư cho cái trị sự rồi. Để mình lộng hành ở trong chùa và mình tự thấy rằng mình hữu công nên lập thần. Và đó chính là cái tội mượn đạo tạo đời, mua thần bán thánh, lợi dụng người tu để kinh tế hóa, chính trị hóa họ, và mình trục lợi lợi ích. Tạo cái tội đó sau này mình sẽ sinh ra những cái nơi mà không có chánh pháp, mình sẽ làm người ngu si, nghèo đói và tật nguyền. Tội này lớn. Có vẻ thì mình là Phật tử hộ pháp, nhưng động cơ của mình là danh lợi và lợi dụng. Thường là những cái chùa, ông mày, vùng quê có ban hộ tự và ở hải ngoại, có những cái nơi họ tạo cái chùa lên, họ thỉnh tăng về ở, và họ lấy, họ giữ cái thùng phước xưa quý thầy chỉ ở, họ lấy tiền thôi là đúng. Cho nên nếu tạo tự, tạo chùa mời tăng về là rất tốt, nhưng việc của mình đã xong, không còn phải nhúng tay vô nữa thì công đức vô lượng. Đây là ông nói những việc nên làm mà không nên làm. Và quý vị đang là Phật tử, chúng ta sẽ có rất nhiều bạn đồng tu. Trong một đời tu của mình thường tới chùa, mình nên biết lắm là thứ nữa, mình đừng nghĩ rằng là đại thí chủ, là đại ân nhân của cái chùa đó, xong cho mình có cái quyền hành, xong nói thầy của mình, cô của mình phải nghe lời mình A, B, C, D, không nghe mình giận, mình buồn, mình đi chùa khác. Có không? Rất nhiều. Kính thưa quý vị, bắt tay vào làm một điều công quả mà mình đã tính cái chuyện lợi ích cho cá nhân thì không còn công quả. Cá nhân thì thành công thành tư, mà có công á thì quả mới ngọt, mà tư thì là quả đắng. Đó là mình đang phạm những cái chỗ danh lợi hấp ám tâm trí mình ở chốn thanh tịnh thiền môn, rất không nên. Đối với ngoài đời, kẻ mới làm nhúng tay vô việc đã đợi cái lợi ích cho cá nhân thì hy vọng thành công của người đó rất xa vời, tính toán quá mức. Nếu đã làm được một chút cái công sức gì đó bỏ vào trong cái thiện sự, cái Phật sự đó, mà đòi hỏi người thầy bạn phải công nhận, phải nhận ra cái sự hy sinh của mình, thì đó là hành động của từ Phật sự trở thành ma sự. Vì sao? Thi ân có mưu đồ, vì thi ân cầu đền đạt. Bỏ công đức mà muốn người ta công nhận thì đó là thi ân cầu đền đáp. Cầu đền đáp thì đó là ma sự, vì đó là có mưu đồ. Cái gì ma? Ma lúc nào cũng có mưu đồ. Thế nữa, làm đã có một chút thành quả, vội vàng tự hào, tự cao, tự tôn và khoe khoang với thầy và chí bạn, thì cái đó là sở tu bất như sở tạo. Tu chưa bao nhiêu mà tạo cái nghiệp kiêu căng ngã mạn nhiều rồi, thấy không? Thứ nữa, khi mình qua lại thân cận với người tăng ni ở chùa thì những việc sau đây đối gia đình mình không nên làm. Đó là không nên đem cái chuyện của chùa, của Phật tử mà về nhà kể trước mặt hoặc chồng mình hoặc vợ mình. Nếu là thầy thì người vợ tránh kể với người chồng, ông sẽ ghê. Nếu người vợ thì ngược lại, mình vô tình vô ý mình nói cái điều mình tưởng tốt đẹp nhưng người ta nghe hoài, ông nói cái bà gì đâu, hoặc là bà nói với ông gì đâu, họ không chịu. Thứ hai, cung kính cha mẹ của mình với cung kính người thầy có khác biệt. Cha mẹ là hai vị Phật suốt đời phải dưỡng, phải nuôi, còn vị thầy là để mình học hỏi. Đừng có vì nếu cha mẹ mình chưa hiểu đạo
mà phải ép buộc họ theo tin kính thờ người thầy, tâm của họ sanh ra buồn lo bực dọc mà họ tổn phước cái tam bảo. Họ không chịu thì dẫn dắt từ từ, được buộc họ phải vào chùa hoặc mời quý thầy về, được mình chỉ nhất quý thầy và bỏ họ qua một bên, họ sinh cái tâm không tốt đẹp. Khi mình vào chùa thì đừng có lấy cái chuyện thị phi, nhân ngã, vợ chồng con cái mà ngồi nói chuyện với người tăng người ni. Vì họ là giải thoát, họ đi tìm con đường giải thoát. Mình tu thì mình hỏi cái chuyện Phật Pháp, mình lấy cái chuyện phiền phức thị phi, nhân ngã đúng sai của đời vô ồn đá với chốn thanh tịnh, và khiến cho người tăng ni phải nghe hoài những thứ đó là mình vô tình tạo tội, làm loạn tâm của họ. Họ không xứng đáng nghe những cái điều mà họ đã bỏ rồi, thì họ chưa vững mà họ nghe hoài thì tội họ lắm nha. Con thỉnh đại chúng mình ngồi thư giãn một khoảng, là con thấy mọi người bắt đầu mong đợi con nói trong để nghe. Nghe trong này này, tim mình đập, phổi mình thở, sự sống mình có phút giây này là đẹp nhất có mặt cho nó. Đối với thầy của mình quen biết lâu ngày đầy tháng, thì mình thường dính mắt thầy tôi, chùa tôi, đạo tràng tôi. Và thầy tôi nhất, đạo tràng tôi nhất, chùa tôi nhất, và chùa khác, đạo tràng khác, thầy khác, là 3, là 4, là 5. Đó, ngồi xuống dưới bếp, kẻ thầy này, thầy kia, chùa này, chùa kia, đạo tràng này, đạo tràng kia, thầy này đẹp, thầy kia xấu, thầy này tròn như cái ui, thầy kia mất như cái ABCD này đó. Đó là vô tình, mình cố ý hay hữu ý, trực tiếp hay gián tiếp phạm cái tội phá hòa hợp tăng, một trong năm cái tội nhất diễn đề nặng lắm. Không ngồi trước một vị thầy mà nói chuyện vị thầy kia nếu như không được hỏi. Không đem chuyện chùa này nói chuyện chùa kia, không đem chuyện chùa về nói nhà, nhưng mà không đem chuyện chùa nói với chùa, không đem chuyện thầy nói với thầy. Tới chùa là để tu, không đi đi bà tán. Miệng mình không ai hỏi, khi mình nói thường là mình nói những thứ tự hào, tự cao, tự đại, tự tôn, tự khoe, tự mãn. Cái đó là tổn phước. Và khi mà mình được thầy giao phó cho trách nhiệm Phật sự nhiều, thì mình phải hiểu thế nào là ma sự, thế nào là thiện sự, thế nào là Phật sự. Ma sự là cầu danh, cầu lợi, tham sân si, động cơ lợi ích, tự lợi, không phải lợi tha mà làm. Thiện sự là ngoại đạo cũng làm được, vì tham nhân mà làm. Phật sự là vượt lên trên ác thiện và cầu giải thoát, chuyển hóa tham sân si, đi làm để tu, để bỏ bản ngã, chứ không phải nuôi lớn cái bản ngã mà gọi đi làm Phật sự. Nếu không hiểu được chỗ này là Phật sự thì mình làm mỗi ngày mỗi nhiều công sức, mình mỗi lớn đóng góp, mỗi to, mình có cảm giác là thầy lệ thuộc mình, Phật tử cũng lệ thuộc mình, và mình đi từ ngoài cửa mình đi thẳng vô trụ trì, và khỏi cần nhìn hai bên, mà khỏi cần bỏ cửa phòng trụ trì luôn, và không coi ai ra gì hết. Thì cái điều đó mình tổn phước. Tổn phước nó có hai dạng. Một là hưởng thụ thân xác vật chất của ngũ dục. Hai là tự hào, tự cao, tự đại, tự khoe, tự tôn mình với người khác. Hưởng thụ qua cái danh của cái tôi, hưởng thụ qua cái lợi ích của cái thân. Tổn phước. Mình tổn phước thì con, thì cháu, và sau này thân của mình bất an, đau khổ, bệnh tật, đổ vỡ. Cho nên tới chùa là khiêm tốn, là số 1. Giống như người học mới lớp 1 bước vô chùa, mẫu giáo bước vô chùa, làm được bao nhiêu thì mình cung kính, kính thầy, kính bạn, rằng đây là cơ hội con được phụng sự, con được làm cái việc ích đạo lợi đời cho tam bảo, chứ con không có cái công to chức lớn gì. Quý vị đừng nghĩ con, mà kính mà nể mà chào. Làm như vậy thì mình giữ được cái đức ba là mật, gọi là âm phúc của người Phật tử hiểu đạo. Và người thầy đó may mắn lắm mới gặp được những người đệ tử như vậy. Còn mình không, bước vô chánh điện ai cũng để giết bên ngoài. Giết mình đắt tiền, mình đại gia gần thầy là mình phải để vô trong chánh điện. Và thậm chí mình bước lên trên nhà của quý thầy luôn,
thì đó là vì cái tôi ngã mạn của mình trong đôi giới của mình quan trọng hơn cái thân của ông thầy, cái giới hạnh của ông thầy, cái thiền môn nội quy của nhà tu, đó chính là tụng phước. Cầm cái dù của mình vô mà dựa trên ngôi tường chùa che chở cái tam bảo, đó là tụng phước. Thân bất tịnh của mình chả có gì hay ho, lấy cái thứ mà mình có để treo, để dựng tùm lum tùm lua trong chánh điện, tụng phước. Khi thầy mà nhờ mình rót nước bưng cơm, mình phải hết sức tế nhị. Người thầy mà ăn, mình đừng lãng vãng trước mặt qua lại, đi phải cúi xuống hoặc là phải đứng còn bên. Khi thầy ăn đừng hỏi, đừng nói chuyện. Khi người thầy mình đang tí Phật tử với 5-3 người lạ, mình phải hết sức chu đáo cẩn thận, đừng chạy cái ào vô nói đông nói tay. Tất cả họ đang xưng là thầy chứ không mình muốn chứng tỏ. Sư phụ ơi, sư phụ đói chưa? Sư phụ mới đi làm về hả? Hay là Phật sự về giờ? A, B, C, D. Có một sự nào đó đang nhốn nháo ở đây để chứng minh mình, thủy y mình là hơn những người còn lại, tổn phước. Và thói thường phá cái thân kiến mới đạt được chỗ vô ngã. Mình chưa đạt chỗ đó cho nên có công sức gì một chút, lập tức mình muốn chứng tỏ cho người ta. Khi thầy, khi bạn của mình không ai dám nói gì mà mình dám lên tiếng với thầy trước mặt mọi người, thì mình biết điều đó. Nếu ai cũng đang xưng thầy thì mình nên xưng thầy. Tự nhiên mình muốn xưng sư phụ với mọi người đang xưng thầy, mình có ý đồ. Tự nhiên cái thầy đang tiếp người tiếp Phật tử, mình làm cái hành động gì đó mang sự chú ý mà ông thầy vốn là quý kính mình, nhờ việc mình cho nên phải chú tâm tới mình, có ý đồ. Khi cúng dường tiền cho quý thầy, nếu vị thầy nào không nhận tiền là họ giữ cái giới nhận tiền cầm tiền là phạm vào cái đức kata, tức là ác tác. Nếu không sám hối cũng đọa địa ngục, thì mình không có miễn cưỡng mà cúng dường cho họ. Mình không nên cúng dường bằng cách ồ ạt một ông thầy đang trang nghiêm trong màu quỳnh y của Phật tới đưa tiền nhanh như thế này, rất không đẹp. Nhiều người thấy mất cái tướng trang nghiêm của người giải thoát. Nên thì lấy một cái dĩa nhiều người bỏ lên trên, quỳ xuống cúng dường một lần rất đẹp, hành động đó rất nên tán dương. Chụp hình ở chánh điện, cúng dường ở chánh điện, xưng hô ở giữa chốn đông người Phật tử, hết sức cẩn trọng. Cách ăn nói đi đứng nằm ngồi của mình đối nhân xử vật ở trong chốn già lam tân tịnh, một nếu không tạo phước thường tạo tội. Con nói đến đây kính mong quý vị hoan hỷ cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy có câu hỏi gì trong khoảng 15 phút chúng ta có thể chia sẻ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có vài câu hỏi, ba câu hỏi muốn thỉnh ý thầy. Một thầy giải đáp cho chúng con những thắc mắc. Câu số 1, thứ nhất là con cháu trong nhà xuất gia nên xưng hô thế nào cho phải đạo. Và câu hỏi thứ hai là mẹ đẻ con ra mà phải gọi con bằng thầy có lỗi đạo, thế gian chăng? Và câu hỏi thứ ba, công chức nhà nước có nên gọi người tu bằng anh không? Kính xin thỉnh thầy cho chúng con hiểu thêm. Con cháu trong nhà xuất gia có nên xưng hô thế nào cho phải đạo? Ba câu này là một câu. Mẹ đẻ con ra mà phải gọi con bằng thầy có lỗi đạo thế gian chứ? Công chức nhà nước có nên gọi người tu bằng anh? Con xin hỏi chú, nếu con chú đi tu, chú gọi con bằng gì? Bằng thầy. Nếu chú làm công an, thấy người tu ra, chú gọi bằng gì? Không biết. Cô gọi bằng gì? Bằng thầy. Anh gọi bằng gì nếu anh là công an, thấy một người, một nhà sư ra ngoài làm công việc? Bằng thầy. Nếu cô có một đứa con đi xuất gia, cô thương đứa con đó lắm, cô về cô gọi bằng gì? Dạ. Ai đồng ý con mình đi tu, cháu mình đi tu bữa trước bữa sau mà họ thọ giới tỳ kheo rồi á, mình về mình gọi họ bằng thầy, đồng ý với tay? Dạ. Dạ, có một số người vẫn không giơ tay, tức là vẫn không đồng ý hả? À, dạ.
về nhà luôn. Người con đi tu đó về nhà thì người mẹ đó nên gọi bằng thầy. Đồng ý thì giơ tay. Dạ rồi, con cảm ơn. Gọi người con đó là bằng con. Đồng ý giơ tay. Có ai hả? Rồi, công an mà một người sư ra chỗ công an làm việc, công an gọi bằng anh. Đồng ý giơ tay. Có một người đó giơ tay cao coi. Dạ, trả lời giùm đi. Tại sao kêu bằng anh? Chúng ta có mặt lắng nghe nhé. Dạ thưa thầy, thưa đại chúng, cho con thì đó là mối quan hệ công việc và cái người làm công an đó là không có phải là thầy trò của thầy. Ừ. Ok, rồi có lý không? Họ gọi thầy là anh là chuyện bình thường chứ không có lỗi đạo ạ, theo con nghĩ vậy. Rồi, dạ cảm ơn chị. Rồi, chủ đề này mình thường gặp không? Rất nhiều. Dạ, con chia sẻ cái hiểu của con nha. Nó chỉ là một trong những cái hiểu của một người tu thôi, không có chân lý gì cả. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là cái gì? Bây giờ con gọi cái này là cái ly. Các vị chịu không? Tại sao cái này gọi là cái ly? Và tại sao cái này gọi là cái nắp? Dựa vào hình tướng và cái tác dụng của nó mà gọi đúng tên. Bây giờ mẹ của con, ông bà cha mẹ nội ngoại của con về đời mà con lấy tiền của Tam Bảo về con xây nhà, họ chịu không? Con về đời mà con gái rú cờ bạc rượu chè, họ chịu không? Họ không chịu con làm những cái chuyện thế gian mà họ gọi con bằng cái từ thế gian là ai mâu thuẫn? Ai mâu thuẫn? Họ tự mâu thuẫn. Cái này là cái ly, cái nắp thì phải gọi nó là cái nắp. Cái này là cái ly thì phải gọi nó là cái ly. Chức năng của cái nắp là đẩy cái ly. Chức năng của ông thầy tu không phải là của ngoài đời, không phải là thầy trò nữa, mà đây gọi là trật tự của xã hội. Mỗi người có mỗi chức năng. Anh không chấp nhận họ lấy vợ lấy con, anh không chấp nhận họ giàu có gia đình lợi danh, mà anh không gọi đúng chức năng của họ sống trong cuộc đời của họ, thì anh không có hiểu biết cơ bản kiến thức trật tự xã hội vậy. Anh gọi lộn sân ngầu hết, mà anh đi làm công an, anh gọi một người tu là bằng anh. Theo cái luật hiến pháp 2015 có 7 cái điều cấm luật tôn giáo, trong đó cái điều thứ 3 nói rằng cấm người bất kỳ ai vi phạm vào niềm tin tôn giáo, xúc phạm vào niềm tin tín đồ. Phật giáo là một trong những tôn giáo đất nước này đã công nhận, và người tu thì được gọi là nhà sư, nhà chùa hoặc ông thầy. Thầy có ba nghĩa, thì chùa, thầy địa lý. Thầy địa lý, thầy phong thủy, hai là thầy cúng, ba thì tu. Gọi thầy không có nghĩa là họ thầy anh, mà họ là cái con người có một cái chức năng nhất định ở trong xã hội. Ông công an đó có chấp nhận cái ông thầy tu này sống giống như một người đời bình thường không? Nếu ông công an đó mà thấy một nhà tu đi vô ở trong cái chỗ không có đúng thì ông có chụp hình không? Ông có đăng lên không? Ông có bêu xấu không? Đó. Như vậy là ông thừa biết ông nhà tu này làm những cái việc mà người đời không được làm, mà ông lại gọi cái ông nhà tu này cái từ mà có thế gian gọi. Tại ông tự mâu thuẫn không? Như vậy là tự ông vi phạm ít nhiều gì đó vào cái việc là xúc phạm vào cái niềm tin tôn giáo của tín đồ, cũng như là một cái tôn giáo đã được chính sách nhà nước công nhận vi phạm vào hiến pháp. Hiến pháp là văn bản pháp luật cao nhất của Việt Nam. Và nếu mà gọi một cách xúc phạm nặng nề hơn nữa, đôi khi gọi thầy rồi gọi mày rồi đổi tên lung tung luôn, và có vẻ mang năng lượng xúc phạm, thì người đó phạm vào cái luật hình sự 2013 là nếu nặng lời nói người ta thì phạt từ 1 cho đến 300 ngàn.
nên cách gọi thầy hay gọi sư hay nhà chùa nên dùng cho mẹ, cho công an, cho công chức nhà nước, cho bất kỳ một ai. Vì mẹ mà không gọi con là bằng thầy bằng sư mới là lỗi đạo. Vì không có một cái đạo nào dám cướp con mình đi, chỉ có ông Phật mình kính lễ. Mà con mình đã giữ giới của Phật mà mình không gọi giới của Phật là bằng thầy, mà mình vẫn coi cái giới đó là con mình, thì mình mới lỗi đạo. Một ông phó, một ông thủ tướng thì vợ con mới được gọi là phu nhân. Nhưng khi mà ông làm sai cái đạo đức thì ổng trở thành một, cũng là một con người. Nhưng thêm một chữ phía sau nữa, khi ổng sai phạm pháp luật thì người đó sẽ được là người tù nhân. Nền tảng đạo đức là anh dạy con anh không được sát hại, trộm cắp, tà dâm, lấy của người, ăn nói bạo động, hung dữ. Một người tu làm hơn những cái đạo đức đó, và không có cái lợi ích cá nhân, hy sinh cả một đời cho nhân loại mà anh không gọi được họ hai tiếng nhà chùa, sư, thầy, mà anh gọi họ giống như ngoài đời, tức là hiểu biết nền tảng đạo đức của anh qua kẹp. Có phải vậy không? Thứ ba nữa là đi tu là cách ái từ sở thân, cách ái là cách ly kỳ ái dục nam nữ. Và sở thân tức là tất cả nội ngoại qua lại, bà con biến thuộc hai bên, cắt hết thì mới tự do trong lòng, mới không còn lo người này bệnh, người kia thương, người này ghét, thì mới tu hành trong đường giải thoát được. Cái này anh không hiểu mà anh gọi họ là con là cháu, tức là anh vẫn còn chưa cho họ xuất gia, và anh vẫn còn gọi họ giống như ruột rạ trong nhà, thì anh không hiểu giới luật của nhà Phật. Pháp luật thế gian, giới luật nhà Phật, đạo đức cơ bản và cả cái trật tự của xã hội, anh đều thiếu kiến thức cơ bản hết. Nên tóm lại, nên gọi là nhà sư. Nếu anh không gọi được thầy thì anh gọi nhà chùa, nhưng gọi nhà sư anh gọi là thầy. Một người bình thường cho mình chữ nghĩa thôi mà mình vẫn gọi là thầy, huống hồ như một người cả đời của họ hy sinh cho nhân loại mà mình không gọi được thầy thì đạo đức của mình ở đâu? Nói câu chuyện ngắn này ra chúng ta kết thúc. Ông tướng nó có đất, có con của đất nước lớn, đi đâu người ta cũng chào cũng kính. Vô trong cái chùa đó vị thiền sư không chào không kính. Ông mới hỏi là tại sao ở trên đất nước này do tôi một cái con lớn làm cho nó yên lành mà ông không ra chào tôi. Ồ, anh nói rất hay. Con lớn trong một đất nước mà tôi phải ra chào anh, vậy mà tôi hy sinh con lớn cho nhân loại mà anh không chào tôi. Dạ, anh đi ra. Xương này vĩnh viễn là của mẹ cha. Hai tiếng mẹ cha ở trong cái con người này suốt đời tu kiểu gì mình cũng không bao giờ được bỏ. Bởi vì cái nghĩa, cái tình, cái hiếu của thế gian không làm được, đừng nói chuyện suốt thế gian. Và gọi họ như vậy không có nghĩa là mình còn ở trong cái sự ràng buộc của gia đình, mà bởi vì đó là sự tôn kính trước sau trên dưới y như cha mẹ. Gọi cha, gọi mẹ, hoặc là gọi Phật tử, gọi cô cũng được, không sao. Nhưng khi gọi cô, mẹ cảm thấy buồn bởi vì xưa mẹ con giờ có khoảng cách. Nhưng gọi hoài bà cũng quen rồi. Và tốt nhất là nên gọi cô. Nhưng gọi chưa được thì cứ mẹ, cứ cha, bình thường. Tâm của người thầy, giới hạnh, đức hạnh, đạo hạnh quan trọng. Người ta không kính mình vì tên gọi. Sự thật không cần tên gọi. Ta kính mình vì cái đức độ tu hành. Nên tất cả chúng sanh đều, người nam là cha mình, người nữ là mẹ mình. Nên lúc nào con cũng xưng quý vị, con là con. Vô số kiếp trước quý vị là từng mẹ con, là cha con. Phật đã nói trong kinh chứ không phải con có thần thông mà con biết.
Cho nên gọi người mẹ, người cha không có nghĩa là mình gia viên quyến liếm, mà đồng thời có nghĩa là chúng sanh muôn loài, từng mẹ từng cha đại báo hiếu, tức là muốn cho mọi loài chúng sanh mẹ cha của mình đó đều được giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật.